Mới đây khi sinh nhật của Ronaldo trôi qua chưa lâu, tờ The Sun đã tiếp tục công cuộc đào mộ bằng việc công bố hàng loạt những bức ảnh của CR7 vào khoảng 30 năm trước. Trong đó có không ít tấm hình độc được rất ít người biết đến. Nhưng dù chụp như thế nào đi nữa thì cậu bé Ronaldo vẫn cho thấy vẻ đáng yêu khiến dân tình phải suýt xoa không ngớt. Chia sẻ sau này trước truyền thông, mẹ anh chàng cho biết từng có ý định bỏ con vì tình hình tài chính không cho phép. Tuy nhiên sau đó bà đã thay đổi quyết định và rồi thế giới lại được chứng kiến thêm một huyền thoại của làng bóng đá. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Với tài năng và độ phủ sóng rất mạnh, ngày nay những video về Ronaldo xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Thế nhưng quay về khoảng thời gian 15 năm về trước, khi mọi thứ chưa phát triển, thì những thước phim này về CR7 thực sự rất quý giá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá xem thời kỳ còn là một cầu thủ trẻ của Ronaldo đã cách đây gần 2 thập kỷ các bạn nhé. Giống như nhiều ngôi sao bóng đá khác, Ronaldo đã sớm phải rời xa gia đình để quyết tâm theo đuổi bóng đá. Năm 12 tuổi, CR7 nhận vào lò đào tạo hàng đầu châu Âu lúc bấy giờ Sporting Lisbon, cách nhà hơn 1.000 km. Thậm chí giai đoạn đầu cũng không hề dễ dàng với ngôi sao người Bồ khi anh bị các cầu thủ địa phương khác chế giễu giọng nói nhà quê và mái tóc xoăn đặc trưng. Rất may sau đó, nhờ ý chí phấn đấu mà Ronaldo đã dần dần hòa nhập được với môi trường mới. Đến năm 16 tuổi, tài năng của Ronaldo ngày càng được bộc lộ rõ. Chính ngôi sao sinh năm 1985 là cầu thủ duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ Sporting từng chơi cho cả U16, U17, U18, đội hình B và đội 1 chỉ trong một mùa giải duy nhất. Khi đó, tên tuổi của CR7 đã vang xa ra khỏi đất Bồ Đào Nha và là một trong những tài năng được săn đuổi nhất châu Âu thời điểm đó. Tuy nhiên, điểm yếu của chủ nhân 5 quả bóng vàng khi đó vẫn là một thể hình tương đối mỏng cơm. Hè 2003, Manchester United khiến tất cả phải bất ngờ khi bỏ ra 12,2 triệu bảng cho một sao mai mới chỉ 17 tuổi như Ronaldo. Ngay từ đầu, CR7 đã chủ động nhận áo số 28, số áo cũ của mình tại Lisbon nhằm không phải chịu sức ép khủng khiếp từ chiếc áo số 7 huyền thoại. Thế nhưng sau tất cả, huấn luyện viên Alex Ferguson vẫn tin tưởng giao phó trọng trách này cho Ronaldo khi trước đó rất nhiều huyền thoại của câu lạc bộ đã khoác áo số 7 như Beckham, Cantona hay George Best. Thế nhưng giai đoạn đầu của Ronaldo trong màu áo MU diễn ra không mấy suôn sẻ, lối đá tương đối màu mè, thiên về biểu diễn và không thực sự hiệu quả là điều dễ nhận thấy. Điều này khiến cho siêu sao người Bồ không gây được thiện cảm với người hâm mộ Premier League. Ngoài ra, CR7 thời kỳ đó còn rất hay vướng vào những màn đôi co hay phạm lỗi không đáng có với đối thủ để rồi phải nhận thẻ. Đương nhiên, điều này là khá dễ hiểu khi tính cách thời trẻ của Ronaldo là khá nông nổi và thiếu kiềm chế.
lạm dụng khá nhiều pha diễn màu mè cùng một ngoại hình điệu đà. CR7 thời kỳ đầu thường xuyên bị những trung vệ tại nước Anh chăm sóc rất kỹ. Đơn cử như ở cuộc đối đầu với Tottenham, mỗi lần Ronaldo chuẩn bị đi bóng thì các hậu vệ của đối thủ đều cố tình phạm lỗi từ phía sau đối với anh. Rõ ràng dù sở hữu tài năng chơi bóng thiên bẩm, thế nhưng chân sút sinh năm 1985 đã phải rất vất vả mới có thể làm quen với môi trường khắc nghiệt như ngoại hạng Anh. Chưa đầy 19 tuổi, Ronaldo đã được tham gia giải đấu quốc tế lớn đầu tiên trong sự nghiệp Euro 2004 diễn ra trên sân nhà. Dấu ấn đậm nét nhất của CR7 là ở trận tứ kết gặp đội tuyển Anh khi siêu sao này liên tục làm khổ hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới khi đó là Ashley Cole. Điều này đã khiến cho hàng thủ của Tam Sư liên tục bị xáo trộn chỉ vì đối phó với một mình Ronaldo. Sau đó, dù chỉ đoạt ngôi Á quân, thế nhưng CR7 cũng đã lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó. Tài năng là thế, tuy nhiên cũng có lúc huấn luyện viên Ferguson cũng phải đau đầu trong cách kiềm chế cá tính nông nổi của Ronaldo. Trở về đất Bồ Đào Nha để chạm trán với Benfica tại đấu trường C1, CR7 liên tục có những pha phạm lỗi không đáng có với đối phương. Quá sa đà vào các tình huống trả đũa, siêu sao sinh năm 1985 sau đó bị trọng tài rút thẻ vàng ngay từ hiệp 1. Sau đó thuyền trưởng của Quỷ Đỏ đã phải rút Ronaldo ra nghỉ sớm vì lo ngại anh sẽ bị truất quyền thi đấu. Thời kỳ còn là một ngôi sao ở tuổi đôi mươi, Ronaldo cũng không ít lần bị chỉ trích vì lối đá ích kỷ và rất hay ăn vạ của mình. Mặc dù đồng đội đang chạy chỗ rất thoáng, CR7 vẫn cố tình đi bóng và tự vấp chân mình vào nhau để kiếm một quả đá phạt. Đến khi đã bị phạt thẻ vàng, thái độ chơi bóng của chủ nhân 5 quả bóng vàng vẫn không hề thay đổi. Thậm chí khi đã bị thổi việt vị, Ronaldo vẫn cố tình sút bóng vào gôn, điều khiến anh có thể bị nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Với cá tính mạnh mẽ của mình, ngay khi còn rất trẻ, Ronaldo đã không hề e ngại khi phải đối đầu với những siêu sao hàng đầu thế giới khi đó. Trước hậu vệ có thể nói là xuất sắc bậc nhất làng thúc cầu Maldini, CR7 vẫn tự tin vừa đi vừa tân bóng và thực hiện những động tác kỹ thuật thượng thừa. Thậm chí trước Cafu, đội trưởng của Brazil vừa mới vô địch World Cup, tiền đạo người Bồ thậm chí còn là người khiêu khích trước. Không mấy khi bị nhận thẻ vì phạm lỗi, CR7 khi đó rất hay nhận thẻ vì những pha tranh chấp không đáng có như thế này. Mặc dù tình huống không có gì nguy hiểm và diễn ra ở giữa sân, Ronaldo vẫn cố tình ngăn cho Drogba không lấy được bóng để thực hiện tình huống ném biên và suýt chút nữa đã châm ngòi cho một cuộc ẩu đả. Kết cục, cả voi rừng và Ronaldo đều phải nhận thẻ vàng cảnh cáo. Nếu không có những khoảnh khắc ngông cuồng của tuổi trẻ như vừa rồi, thật khó để có một CR7 xuất sắc và kinh nghiệm như ngày nay phải không nào? Nếu thấy video hay hữu ích, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!